Hello, mình chào anh em nha. Anh em thấy bãi đẹp không anh em? Nên mình sẽ đi săn Hugo ở cái điểm này anh em. Cái hồ to lắm, hồ này phải mấy mẫu luôn nha. Mình hy vọng là thế này sẽ lên cái con khá khá cho anh em xem nha. Anh em thấy bãi này đẹp không? Nhưng mà mới ra thì trời chuyển mưa rồi anh em ơi. Mới ra tới chỗ rồi trời chuyển mưa rồi. Hy vọng là từ đây tới chiều không có mưa anh em. Giờ gần 4 giờ rồi mà ra tới đây thì trời mưa. Đây được một em rồi anh em nè, thấy chưa? Được một em rồi. được nha anh em. Nay mình câu bằng con J45. Đây con J45 đây anh em. À đây. Đây J45 nha. Ok cho anh em. Cà lý. Đây anh em. Đây là cũng cần thủ đi câu trộm không anh em ơi. Anh em đi câu mà không dám la làng nên anh em hiểu rồi nha. Lên hàng hả? Hả? Đúng rồi, ta. Đúng rồi, cái bự gì đó nữa. Hả?
Đúng mà bự luôn rồi. Mắt nghe đó. Anh lên hàng, lên hàng, lên hàng. Lại đây, lại đây, lại đây. Em lên hàng anh em. Ôi ơi. Con này chắc phải 7 lạng, không được ký gì nữa. Ăn nổi hả? Ăn lẫn lẫn. Hả? Ăn nổi hả? Anh em, em lên hàng anh em. Đây. Anh em. Con, ê đây đây. Ok anh em ơi. À, bữa nay mấy anh em mình đi câu trộm nha anh em. Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, đi câu trộm. À, cậu dính con cá mà không có dám la làng anh em hiểu không? Dính con cá mà không dám la luôn anh em biết rồi. Đây, đây. Đây là những cái gương mặt để câu trộm này nè. Chạy liêu vậy. Phải liều thôi chứ. Đâu mà đứng bên đó câu ngon anh Tài. Không con nào chụp hết là sao? Có một con rượt Nguyên ơi. Rượt, rượt, rượt. Cá anh em, cá anh em, lên nha anh em. Lên rồi. Lên nhưng mà nhỏ. Đây là anh em nó gượt 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 theo nãy giờ nè. Con Duy 45. Nhưng mà bú bình anh em ơi. Bú bình, con này thả xuống. Nè, con chút xíu à. Dạ. Là G45 vẫn bắt được bú bình nha anh em. Thấy nó gượt gượt theo nãy giờ mà tưởng đâu cá cũng khá khá nhỏ nhỏ xíu. Sao đây là phần trình diễn của Nguyên anh em.
Đúng, tại thấy bớp 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 bớp. Rồi, trúng rồi đó, trúng chỗ rồi đó. Bấm 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 cái thôi rồi. Nằm trong bụi á. Hình như là nó còn nằm trong cái bụi nhỏ xíu đó, nó núp đó. Quay cận cảnh luôn nha Nguyên. Đù nó không táp rồi. Táp kế bên bờ luôn em. Thấy nó rồi. Đây. Nè. C45. Đây, chụp bôi hình là báo cá với anh em coi. Ok anh em ơi, được một con nữa nha anh em. Con này đen thui luôn, đen thui thù lùi luôn, đã chưa. Này có con nó mới cuộn cặp mé bờ đây anh em, mình ném thứ ăn không nha. Cái gì mà nó gượt. Ủa, trời ơi, bự nè. Nè, nó mới chụp mình cái giữa hồ luôn nè. Đóng nha anh em. Đóng anh em. Đây, ngồi dính rồi. Ây, thì ra mày hả mày. Đây. Thấy chưa. Anh em thấy gắn gắn là có hàng đó anh em. Con này được nè anh em. Con này khá ghê luôn. Mập lù à. Đây. Đây. Ngon chưa anh em? Đen thui luôn nè. Tính đi về rồi. Bây giờ mà thấy cái chỗ nó đẹp quá đó anh em. Ném thử. Rồi được nha. Nó chụp cái nó giật cái làm cái khựng vậy. Đây. Đó. Z45 nha anh em, lợi hại chưa?
đó, mình thấy tuốt đằng kia có một con nó mới gượt cá con nữa kìa anh em. Ồ, đây lợi hại vậy ta ha. Này mình sẽ ném xuống dưới phía dưới này thấy cái có nữa hồi nè anh em nha. Được được á. Này làm con nữa coi. Ủa? Táp được kìa anh em. Trời ơi. Táp nữa, táp nữa. May hả bưởi. Nó táp nữa nha anh em. Dùm dùm lại gần chút nha. Bữa táp cái bụp ra anh em thấy không? Một cái cục. Cái cục cong giữa suối này có cá nè anh em ơi. Táp nữa cho anh em xem nè. Nó mới táp lên chỗ này nè. Rồi. Cái nữa không ăn là mình rút nha anh em. Tối rồi. Rồi, chắc xin kết thúc video luôn anh em ơi. Chiều nay thì được 2 con nè anh em. Cứ gắng gắng làm được 1 con nữa này. Rồi mình cũng nhân tiện ngày hôm nay mình cũng thông báo cho anh em biết luôn nha. Tháng 11 có gì mới không? Thì tháng 11 này khoảng tầm khoảng 20 tháng 11 á. Thì bên mình sẽ tiếp tục cái về cái dòng cần Bulova Dugat Max này nha anh em. Đợt này về á, thì dòng Bulova Dugat Max này á, thì nó sẽ có thêm máy ngang thì sẽ có thêm 2m4 nha anh em. Cần máy ngang nó sẽ có thêm size 2m4. Còn cần máy đứng thì nó sẽ có thêm size 2m7 nữa. Đối với dòng Bulova Dugat Max này nha. Thì anh em mà có dự kiến tìm một cây cần máy ngang mà nó dài hơn một tí để anh em chơi những cái địa hình rộng giống như cái chỗ này ha, mình cần ném xa rồi đó thì mình sẽ chọn cái size 2m4 ha. Còn anh em nào thích ngắn gọn thì sẽ chọn 2m1. Còn riêng đối với máy đứng thì mình cũng có sẽ làm thêm size 2m7 anh em, sẽ có 2m7 cho anh em nữa để dành cho anh em thích ném xa, dành cho anh em câu mò thật ha, câu nhỏ thật. Ok anh em chưa? Rồi giờ này mình cũng xin kết thúc video luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video mình nha. Bye bye cả nhà. Chào anh em nha. Anh em xem video nhớ nhấn vào nút follow để đón xem video tiếp theo của mình nha cả nhà. Bye anh em.